lấy nước tự động hoặc là một cái vòi tự động bơm nước. Thì cái này để làm gì? Trong trường hợp mà mình xài cái loại bình nước mà nó không có vòi ở dưới á, nó không có vòi ở dưới thân để mình bấm lấy nước ra, thì cái máy này nó sẽ lấy nước ra được. Và nó còn công dụng là có thể là mình lấy rượu từ trong cái bình rượu mình ngâm chẳng hạn, thì mình cũng lấy ra được luôn. Cái máy này nó có motor ở trong và nó tự hút ra, tự hút nước ra. Thì mình bấm cái nút ở trên này thì tự hút ra. Cái này là có pin các bạn, lúc các bạn mua về là bạn không cần phải cắm nguồn đâu, nó có pin. Thì khi mà hết pin thì mình mới sạc thôi, chứ còn bình thường là mình không cần phải cắm điện nha. Nó xài bình thường, nó có pin bình thường ha. Rồi bây giờ thì cái đầu của nó thiết kế sẵn cho cái bình nước 15 lít của mình luôn ha. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái thang máy này ra. Đây thì mình có một cái ống. Cái ống này nó bằng nhựa PE nha các bạn, rất là an toàn cho sức khỏe, nó không có độc hại ha. Rồi nó có một cái dây sạc, một cái đầu USB, mỗi đầu cắm vào máy ha. Nó giống tựa tựa như cái dây của Samsung á, máy Samsung á, mà như cái máy Android á thì xài được hết ha. Và một cái ống này là cài để ống bằng inox, cái ống này là để lấy nước ra ha, cái vòi vậy ha. Rồi đây là cái máy. Ở đây nó có thêm một cái nút nhựa để khi mà mình dặn cái ống này vào thì mình sẽ trồng cái này để mình dặn vào ha, cho nó chống rồi thì nhé. Đây cái máy đây. Đây cái đầu này nó rất là thích hợp cho nhiều cái loại bình 15 lít, bình nước 15 lít ha. Ở chỗ này là cái chỗ mà mình sẽ phải cắm giống đúng cái hình này thôi ha. Đây, cắm vậy. Rồi cái này nó có nút nguồn thì mình lõm vào thử ha. Đó, nó sẽ bơm liền ha, nhưng mà các bạn lưu ý là mình nên có nước ha. Rồi sau đây tôi sẽ kết nối cái nguồn vào thì đăng ký cái dây này mình chỉ cắm vào đây là xong. Cái dây này nói chung là khi mà bạn cắm vào thì cũng rất là khó lấy ra ha. Ở đây tôi đang giật mà rất là khó ra, tại nó hít vô trong này luôn rồi. Rồi sau đó là mình sẽ gắn cái vòi vào thì theo đúng cái hình ha. Đây mình sẽ gắn đúng cái hình cái vòi này, cái đầu dạng. Rồi xong ha. Sau đó ở đây thì tôi không có cái bình 15 lít cho nên tôi dùng một cái bình nước bình thường thôi. Thì tôi sẽ rót nước ra cái ly này, cái ly sạc có sẵn rồi. Rồi cái ống này thì bạn thọt vô trong cái bình thôi nha. Ok, cái này nó hơi dài so với cái tôi thử thôi nha. Tôi tại vì nếu mà đây cái ống nó đang bị gãy nha, đây tôi thử nó có được không. Các bạn bấm vào cái nút này ha, là nó sẽ tự bơm nước ra. Rất là tiện dụng nha. Tại vì hồi nãy tôi để cái ống nó bị gập á, nên là nó chậm hơi chậm một tí. Còn nếu mà cái bình mình dài á, thì cái ống này nó sẽ thích hợp hơn. Cái bình này nó ngắn quá. Rồi sau khi mà mình dùng xong thì mình cứ rút ống ra không sao hết. Rồi đó, mình dùng xong thì mình cất đi. Rồi khi nào mình xài thì mình cứ lấy ra mình cắm cái ống vào mình xài. Cái ống này mình bảo quản trong bịch ni lông đàng hoàng để nó chống bụi. Còn cái này thì mình cứ bỏ vào hộp không sao hết. Cái này lò này nó chống nước không sao hết. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha.